chiều khác gì Facebook phần. Thủy Nguyên. Xin chào mọi người nhá, em quay cho mọi người cây này, cây mẫu đơn cổ Văn Chấn nhá mọi người nhá, mẫu đơn cổ Văn Chấn ạ. Mẫu đơn cổ Văn Chấn nhá các bà con nhá, mẫu đơn cổ Văn Chấn, cây rất là đẹp luôn. Cao cây nó vào khoảng 60cm, hàng này hàng cây giống nhá. Hàng này hàng cây giống. À, các bác xem like, các bác chia sẻ like giúp em để cho những bác mà đang có nhu cầu mua hàng cây giống về làm kinh tế thì các bác tiếp cận được với em ạ. Đây là hàng cây giống mẫu đơn cổ Văn Chấn nhá, mẫu đơn cổ Văn Chấn mà em hay phát ở trên Facebook nhà em ấy. Thì đây là dòng mẫu đơn mà được yêu thích nhất, được yêu chuộng nhất và bán chạy nhất trong thị trường của mình trong nhiều năm nay. Đó, dòng mẫu đơn cổ nó có bông hoa to nhất và nó bông hoa to nhất và ra hoa sai nhất, là dòng mẫu đơn đắt giá nhất đấy ạ. Đây là hàng cây giống để cho dành cho những bác nào muốn làm kinh tế nhá. Cái này hàng này có thể là sẽ thu hút ít được xem hơn là những cái dòng khác mà em sản phẩm khác mà em nay. Cái dòng này là dòng mẫu đơn cổ Văn Chấn hàng giống. Tầm này thì nó đang hết hoa. Tầm này nó đang hết hoa này, nó không có bông hoa nào để quay cho mọi người. Nó đang có con bông này, đang có lụ này. Tầm này đang hết hoa. Thì em quay cái cây cho mọi người xem nhá. Hàng này là dòng nhà em bán cực kỳ chạy luôn. Tầm này chuẩn bị đầu xuân rồi thì các bác mua từ bây giờ các bác về các bác xuống giống là vừa nhá. Các bác mua cây thì bây giờ các bác về các bác xuống giống là vừa. Vừa sinh luôn bởi vì chuẩn bị mùa xuân rồi. Đến cuối năm nay là các bác mùa xuân là Tết trồng cây, các bác mua từ bây giờ về các bác chuẩn bị các bác xuống giống là vừa. Chờ thời tiết nào chuẩn bị xuống giống được rồi. Cây thì gốc nó sẽ là gốc điếu thuốc nhá. Cây này với gốc điếu thuốc và cao cây nó theo khoảng 60cm ạ. Cây này em bán là 30k nhá. 30k một cây, nhận đơn ship từ tối thiểu 50 cây ạ. 20 này, 40 này, 60 này. Thoát 60cm ạ. Cây này em bán từ 50 cây nhá, không bán lẻ nhá. Hàng này bán từ 50 cây, giá 30k một cây. Giá từ 50 cây đến 100 cây là 30k một cây nhá. Cao cây là 60cm ạ. Cao cây 60, 70, 80. Em nhận tặng là sẽ từ 60 trở lên ạ. Em nhận tặng sẽ từ 60 trở lên. Hàng này bởi vì có nhiều bác cứ hỏi em là làm kinh tế thì làm cây gì, thì em vẫn khuyên mọi người có là làm mẫu đơn. Mẫu đơn nhưng mà mẫu đơn thì lại phải làm dòng Văn Chấn này cơ. Dòng Văn Chấn là dòng 10 năm nay. Em bán em vào thị trường hoa cây cảnh được khoảng 7-8 năm rồi. Thì là mẫu đơn cổ Văn Chấn nó luôn luôn là dòng giữ giá nhá. Nó lên, năm nào nó cũng lên giá. Nó lên giá năm trước, lên giá so với năm sau. Nó dòng giữ giá và nó không tăng mạnh, như không có sự tăng mạnh đột biến như lan và mộc. Nó tăng giá rất là đều đều thôi, nhưng mà nó chưa bao giờ có sự xuống giá. Có bao nhiêu cây ra nó cũng hết, có bao nhiêu cây ra thị trường nó cũng hết. Đặc tính của mẫu đơn dòng, tại sao mà cây mẫu đơn cổ Văn Chấn lại được yêu thích như vậy? Bởi vì hoa nó sai, hoa nó to, màu hoa đẹp nhất trong tất cả các dòng đơn Văn Chấn. Và khi mà cây nó càng già thì nó sẽ có hiện tượng gọi là thân nứt ra cá sấu nhá. Các dòng đơn khác thì nó không có hiện tượng thân nứt ra cá sấu. Duy nhất chỉ có dòng mẫu đơn cổ Văn Chấn là khi cây nó già nó sẽ nứt thân ra cá sấu. Đấy là đặc điểm mà làm nên thương hiệu của cây mẫu đơn cổ Văn Chấn, là người ta rất thích những cây già. Những cây càng già càng nứt càng mốc người ta càng thích. Đấy là đặc điểm nổi bật của mẫu đơn cổ Văn Chấn đấy ạ. Có đơn hường không chị? Có đơn hường nhưng mình không đặt ở vườn này. Mẫu đơn hường thì để chiều mình quay nhá. Mẫu đơn hường bạn nào muốn mua mẫu đơn hường, mình chỉ có mẫu đơn hường thì là dòng giống mới lai tạo nên là nó có ít lắm. Mẫu đơn hường là giống mới lai tạo, nó có ít lắm, giá nó là giá cao nhất luôn, giá cao ngất ngưởng luôn. Các bác xem like, các bác thả tim thả like cho em đi, mới có 6 lượt thích này, mặc dù có hơn 200 lượt xem mà có 6 lượt thích. Cây giống bao nhiêu tiền một cây ạ? Chào người đẹp nhỉ, em chào anh ạ. Cây giống em bán là 30k một cây nhá mọi người nhá, 30k một cây ạ. Cây như này là cây 30k nhá. Cây 30k như này ạ. Cây nó rất là đẹp luôn. Cây này em bán là 30k một cây thôi các bác nhá. 30k một cây, em nhận ship từ 50 cây vì nó rất là rẻ. Và tiền ship cho các bác là nhận tiền ship là 5k một cây. Tiền ship thì nhận cước là 5k một cây nhá, 5.000 một cây đấy ạ. 5.000 một cây tiền ship. Tiền ship mà sẽ là 5.000 một cây ạ. Trồng bao lâu thì ra hoa, trồng thì nó ra hoa luôn đấy, chứ có cần phải bao lâu đâu. Nó cây bé tí nó ra hoa luôn rồi mà. Cây bé tí nó đã ra hoa luôn rồi, chứ không phải mọi người không phải chờ là bao lâu thì nó mới ra hoa. Không phải chờ bao lâu thì nó mới ra hoa nhá các bạn nhá. Nó ra hoa luôn. Và cái mẫu đơn này là nó sẽ ra hoa mùa, ra hoa chủ yếu của nó sẽ là mùa